tập chi tiết. Từ bao lâu nay, từ bao lâu nay. Bắt đầu này nó chưa cần phải cái thứ nhất là từ điểm sáng khoảng vang, chưa cần phải nhiều mà chỉ cần rõ chữ. Lúc mình nói thằng ấy từ bao lâu nay. Anh cứ mãi mãi cô đơn vơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua cầm tay chờ một ai đó đến bên anh là lặng nghe những tâm tư.